Đây là lắp cái loa kéo siêu khủng nha các bạn. 5 tấc đôi, súp 5 tấc đôi và có hai phu nén trên như mình đã bán hàng ngày á. Hôm nay có khách ở xa đến cửa hàng mình để coi tận mắt và anh ta đã chốt luôn rồi nha các bạn. Đó. Giờ mình tiến hành mình ráp lại đặng chút mình giao luôn. Đó, các bạn coi ráp thì cũng như các mẫu lâu kia thôi. Đó thì của mình á, lo của mình là nằm nguyên đai nguyên kiện nằm trong thùng. Bởi vì các cái chi tiết thì mình phải ráp lại cho nó thành phẩm. Đó, cửa hàng mình là chuyên sản xuất lo kéo các bạn, lo nhiều lắm. Đủ loại và đủ cỡ đủ thành phần hết, muốn mua cỡ nào cũng có hết. Ông anh nè, ảnh ghé cửa hàng mình, ảnh tham khảo rồi xong ảnh chốt luôn, chốt liền cặp lo tại cửa hàng. Đó. Cặp lo nè đã đi vào huyền thoại năm 22, bán số lượng là khủng nhất. Nói chung là ngày nào mình cũng ra hàng đều đều bán lẻ nha, còn phân phối sỉ thì nhiều lắm. Thì dòng lo này nó đã ăn mắt nhất và âm thanh nó là chất lượng nhất rồi. Các bạn khỏi chơi về âm thanh của cái dòng lo kéo này. Đó, anh khách hàng của mình đang coi phụ thì ảnh đi lại tham quan cửa hàng và ảnh thấy mẫu mã ok, âm thanh thì thử cũng được thì ảnh chốt liền. Qua bển làm giấy tờ bảo hành rồi đây. Đó, xong rồi chốt xong nha các bạn. Thì các bạn biết rồi, cái dòng lo kéo này đó là mà mình bán chạy nhất. Thì khách hàng ở xa rất là tin tưởng ha. Thì ông anh này ở xa đó chạy xe lại đây để xem cái lo ra sao, coi có đúng y chang trong kênh YouTube của mình không. Nhưng mà thật sự ra là nó hay hơn, anh nó hay hơn. Rồi ảnh chốt liền, mình sẽ tiến hành mình làm giấy bảo hành các cái rồi cho khách hàng. Các bạn mua về cái sản phẩm lo kéo bên mình, các bạn rất là an tâm về chất lượng, dịch vụ hậu mãi rồi nha. Thì
sản phẩm của mình được bảo hành 12 tháng tặng nhà, các bạn cứ an tâm xài, có gì alo cho mình qua số điện thoại 0948 858685 để mình được tư vấn cho các bạn ha, để tư vấn mua hàng, tư vấn bảo hành này sao ha. Thì lo của mình cam kết là xác suất hư chỉ có 1% thôi. Thì mình cũng đã có thử nghiệm rồi, mình bán rất là nhiều nhưng mà xác suất hư là rất là ít. Thì bởi vậy mình bán được dài hàng là vậy, là do cái sản phẩm mình đó được cái chất lượng tốt á, mình mới bán được ra số lượng rất là nhiều, khách hàng tin tưởng đến cửa hàng luôn. Là khách hàng mình thử nhạc có 1 phút 30 giây thôi, chưa được 2 phút nữa khách hàng đã chốt kèo rồi. Rồi mình sẽ tiến hành mình đóng gói đi giao cho khách hàng luôn nha. Hôm nay tối rồi mình cũng không có đi theo, thì mình chỉ có là ở cửa hàng thôi, cho nhân viên đi thôi. Rồi các bạn có nhu cầu mua lo kéo khủng thì gọi cho mình qua số điện thoại 0948 858685 nha, để mình tư vấn cho các bạn. Rồi các bạn thấy kênh video của mình hay, lo kéo của mình hay, sửa lo của mình hay thì các bạn bấm đăng ký kênh và chia sẻ kênh giùm mình nha. Rồi xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video vừa qua. Cửa hàng mình nha các bạn. Đó. Mình kinh doanh điện máy nội thất này là 20 năm rồi nha các bạn. Đó, bằng khen các công ty đều tặng cho mình hết nha các bạn. Đó, công ty bằng khen của ủy ban tỉnh rồi tặng cho mình hết. Đó, các bạn thấy về cái cơ sở của mình ha. Đó, ngoài ra mình có bán thêm nội thất nữa nha các bạn. Đó, cửa hàng nội thất mình đây. Đồ gỗ thì mình đa dạng hết. Đó, các bạn cứ an tâm về sản phẩm bên của công ty của mình. Công ty của mình thì đã thành lập nay 20 năm rồi.